Ok, thì acc lưu trữ cuối cùng của tối hôm thứ hai đầu tuần hôm nay là MW MS13. Thì acc này là ở server 03 thì sẽ là cuối cùng lưu trữ trong đêm hôm nay. Rồi. Vô coi tướng trước thì tướng ngoài có tăng tốc, có skin đầy đủ, có Kabuto, có Sam, có mực. Ui. Đầy đủ thế nhưng mà sao được chiến thấp vậy? Rồi, skin nè, nâng vội nè, skin chưa nâng xong nè. Trang bị thì tăng sao ít rồi, ok, miễn tương sát thương, HP bạo kích thì tăng sao ít này được anh. Tôi nói với mọi người rồi mà ta, cái này tôi nói lâu rồi, cái này tôi nói lâu với mấy anh em rồi, tăng thì tăng cho mát cái thẻ tăng sao trước, tăng trang bị sau. Phải phải hiểu nha, phải hiểu nha, là cái thứ gì nó là cơ bản, nó là mặc định thì phải làm đúng, còn cái thứ gì sáng tạo thì sáng tạo. Đồ có thể mấy anh em nâng, tôi nói ví dụ như, tôi nói ví dụ như cái món đồ của con skin như thế này, nâng đều tấn công ok không nói, thì tại sao không nâng lên cho mát sao? Một stat của món đồ này là tăng 5%, mà trong khi đó một món sao của đồ này nè, tăng sao nha, nó chỉ có tăng, cũng tăng đâu, một món sao của trang bị nè, cường hóa nè, tăng sao nè, nó chỉ tăng có 4% thôi nha, nó chỉ tăng có 4% thôi là rất thua 1%. Ba món em nâng lên cái mỗi cấp em thua 1%, tại sao không nâng cái thẻ trang bị này trước? Cái thẻ này là nói rất là nhiều rồi, cái thẻ này nó rất là nhiều rồi, tăng thẻ trang bị trước, tăng trang bị sau và chia đều, tăng đều. Và ngồi ra tôi hiểu được chiến sao thấp rồi, đang chia đều cho trang bị, đang chia đều. Hiện giờ nói thẳng luôn là khi mà đã chơi con Kabuto này rồi, khi mà đã chơi con Kabuto này rồi, đừng dồn dồn đồ cho hai chủ lực đi, đừng chia đồ ra nữa. Đừng chia đồ ra nữa, nếu mà có chia đồ thì để đồ đó đi vinh dự thôi, mang ngải đầu thôi. Chia đồ ra là chia đồ ra server cũ, hiện giờ server cũ mà chơi như vậy là chết. Anh nói thẳng một điều luôn, em chơi như vậy là em chết trong server luôn. Đồ chia đồ trang bị như thế này, mực bây giờ không có đồ trang bị chia cho con Kabuto là làm gì? Nha. Mà chưa về đồ đỏ nha, nói trong đồ đỏ nha, ạt thì trăm rồi mà đồ đỏ trong server là đồ bây giờ hiện giờ đồ ít, cực kỳ ít luôn. Nè em nâng hiện giờ đồ hiện giờ là nâng, bây giờ nếu mà tính ra một đống trang bị này sao nâng thì tự nhiên nâng HP tốc độ chơi. Em biết một cái bộ DK này khó kiếm như thế nào không? Cái bộ DK này là một trong những bộ đồ khó kiếm nhất, không phải lúc nào nó cũng ra. Tốc độ chỉ nâng cho cái bộ là bộ hỏa lực thôi, sau này chỉ có chơi hỏa lực hoặc bộ ninja thôi. Bộ DK này tuyệt đối luôn, không bao giờ chơi tốc độ nha, không bao giờ chơi tốc độ cái bộ DK này, dù mấy anh em dư đồ đi chăng nào đi nữa, trừ khi là nó có dòng lấp lánh mấy anh em nâng lên, mấy anh em chuyển dòng phụ thôi nha. Xương rồng mà đi nâng xương rồng bên 5 sao tím này làm cái gì trời, dư thời gian quá hả? Nâng xương rồng để làm gì, mà trong khi đó nha, em nâng như gì nó rất là phí. Nhưng hiện giờ nha, con tăng tốc của em còn chưa đủ một full một bộ tấn công, em chưa có một con nào đủ đồ luôn, mà đi nâng, nghĩ sao mà đi nâng cái bộ này, bộ HP tốc độ chết, nâng như vậy là chết, cực kỳ phí luôn, anh nói thẳng luôn. Một rồi một ngày mà những mà ngồi một ngày mà đi kiếm cái bộ này á, mà đủ một bộ cực kỳ khó luôn, tới bây giờ Arcanist mà cũng không đủ một bộ này. Nhiều người bây giờ top silver cũng thiếu lên thiếu xuống cái bộ này mà đi nâng nâng HP tốc độ. Có những cái nó là tiêu chuẩn luôn nha. Ngồi ra nha, ngồi ra nữa là khi mà chơi á, mà khi nâng nâng hai con này lên là hai con này đi chung. Là khi mà hai con này nâng lên cùng một cấp sao. Khi mà nâng lên hai này cùng một cấp sao, tương lai con này khi mà tới coi đi cây, con này sẽ bỏ. Kabuto này không chơi được. Nha. Sau này con này sẽ thay bằng con DX. Con Kabuto này hoặc con mực này sẽ thay bằng con DX, con Kabuto này để vô làm tăng thôi.
Con Kabuto này chỉ để vô làm tăng thôi. Để coi thử là còn bao nhiêu vé. Để coi thử là còn bao nhiêu vé. Trời ơi tài nguyên. À hiểu luôn. Ạc này mang tính chất sưu tầm nữa. Một rương. Rồi cái này sưu tầm thì không nói. Một rương. Cái này sưu tầm. Ôi má đúng du sưu tầm luôn. Ôi má content cũng hiểu rồi. Tôi sẽ chụp cái content cái rương đồ lên mấy ông du sưu tầm. Hoài mày để từ ngoài Mỹ để được từ đó tới bây giờ luôn, trời nhìn nè. Ôi 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 mẹ câu này dễ thương thế nhờ. Ôi ôi mấy ông coi nè, ôi để dành kìa mấy ông coi nè. Nhìn nhìn đi như là sưu tập ấy. Ôi bang nè, kinh nè, sam nè, bô rốt nè, chày nè, rồi tăng tốp nè, đi cây nè, heo phai nè, tatsumaki nè, được cái này, được cái này đáng khen, cái này có chó sưu tầm này, mấy cái này không biết, siriu nè, paximen nè, genos nè, fuki, uầy được, nhưng mà mấy cái này không đáng sưu tầm nha, mấy cái bộ đồ này là sưu tầm bị khùng á. Nhưng mà mấy cái này mà để dành người ta gọi bị khùng đó em, mấy cái bộ này mà để dành người ta bị khùng đó. Rồi mỗi thứ một 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 đó, để một mà mấy không. Rồi ok, để một 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 hết thì không sao, có nạp rồi, để một 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 mà ôi để một đống luôn. Ôi gương chinh phục có để một đống luôn, mỗi thứ đều một, trời gương linh kiện nó cũng để một luôn. Ôi mấy cô này chú tể sưu tầm luôn, ôi mấy ông hồn sưu tầm luôn. Mà cuối cùng tôi lăn nãy giờ tôi thấy với đi ngồi, ôi gạt nó còn nhiều mấy ông à. Rồi má thứ gì nó cần, cái thằng này là cái thứ gì nó cần tích là nó tích, còn cái thứ gì nó không cần tích là nó sẽ không tích. Rồi ok thì ở đây là còn dưới đen, còn với sư tử kỷ được thì cứ lấy thẳng đi cây năm đầu rồi lấy xương rồng thôi, nghỉ được một tháng chó xong rồi lấy con xương rồng. Là về vé với lại ví đi, ví sư tử kỷ anh không nói rồi nha, nhưng anh nói nha, nâng ở đây là giai đoạn này là một cái giai đoạn mà nâng cần chủng là để em đột phá lực chiến. Anh nói nha, con tăng tớp SSR cộng này là để cho em kéo lực chiến rất là nhiều, cho nên em nâng cho con này dồn đồ tử tế để cho đi tháp, tại vì con tăng tớp này sẽ là một con những con chủ lực để cho em đi tháp. Còn con Kabuto này bây giờ đi tháp với con Shikin nó gánh rồi, thì bây giờ dồn đồ qua cho con tăng tớp và nâng thẻ cho mát hết đi, giờ này nâng thẻ cho nó mát hết luôn đi, nó ok hết luôn. Và ngồi ra con tăng tớp này là đi hai cái thẻ này là đi đam nha, đi siêu tuyệt kỹ, mà em không lấy siêu tuyệt kỹ, em có lấy siêu tuyệt kỹ tăng tớp không vậy? Không lấy siêu tuyệt kỹ con tăng tớp, làm ơn ron dùm lại cho anh cái thẻ này là thẻ tăng sát thương thêm nha. Còn cái thẻ miễn thương thì có để cho con một con anh hùng nào khác, bây giờ ron không có thì để xài tạm, nhưng mà ron con tăng tớp này sẽ chơi rất là lâu nên lấy là sát thương thêm hoặc là HP dùm anh. Rồi ok đó, rồi cải thiện đồ trang bị lên, ngồi ra khi mình nâng đồ nha, em có thể nâng tất cả món đồ gì lên đồ đỏ tùy chọn được, nhưng riêng cái bộ mà đi cây này, cái bộ phát động này là phải nâng cho cẩn thận, tại vì những người chơi lực chiến tầm trung như anh và những người khác tầm 50 triệu cho tới 60 triệu lực chiến là những người lực chiến tầm trung, gọi là lực chiến sàn hiện giờ, thì nâng cái bộ đồ này phải nâng cho thiệt kỹ và nâng cho nó đều và nó đúng thì mới chơi được, chứ không phải là thích là nâng. Nếu thích là nâng thần cơ nè, nâng phát động nè, nó nâng phát động ạt này như không có một cái phát động luôn à. À đi nâng tốc độ tiếp nè, thấy phí không? Ôi phí cực, đi nâng phát động phí cực luôn, nâng đồ nâng 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 tồn nâng đồ phí không à, trời ơi. Nâng cái này đi nâng tốc độ luôn, cái này hơn, ạt này hơn đúng rồi, nói chung là mấy gạt nào mà hơn nó toàn đi phá không à, trời ơi. Một một món nè, một món phí nè. Tiếp theo nè, hai món nè. Ôi đi nâng, em nâng đồ em không có biết, tại vì em thấy đừng có tham đồ đỏ làm gì, cứ đợi từ từ đi, chơi từ từ là sẽ ra hết á. Rồi ok ha, rồi để coi qua tính năng chiến thuật. Rồi cơ bản vũ trang ok, hoài mày đủ ba món luôn á. Không hiểu luôn mấy đứa này tại sao nó hơn mấy ông biết không. Tôi đi cái này nha, hồi sáng tôi phải này tôi đổi nha, riêng cái thẻ mà dân chào rồi nè, tôi phải đổi là 350 mảnh, tôi phải đổi 350 mảnh thì tôi mới đổi được hai mảnh này. Mảnh này tôi đi ra thì tôi không nói, đi cái này tôi đi vinh dự,
tôi mở ra. Còn hai cái này tôi phải đổi là 100 300 lần quay thì tôi mới đổ được hai mảnh này. Mà trong khi đó mấy đứa này nó chơi tầm trung mà nó ra được hai mảnh này rồi, hai mảnh này, một mảnh này rồi. Gần như là đủ bộ dân chào luôn rồi, mà mấy này chơi thì nó phá gạt ghê luôn á, ngon có thể tức ghê luôn, canh cánh trong lòng ghê luôn á, đủ hai cam tâm linh luôn rồi. Nói chung là về thể tính năng chiến thuật là ok cơ bản rồi, ví vẫn còn, nhưng mà khi lấy như nói như tới cung đi cây, quay xong cung đi cây thì để im nó, làm ơn nâng cung si kinh với lại con tăng tốp này nâng lên 5 sao vàng giùm nha. Con đi cây không cần nâng cũng được, để con đi cây đó, để con đi cây đó tới tháng con đi cây nâng sau. Hiện giờ là lỡ nâng con tăng tốp rồi thì nâng con tăng tốp lên xong cho 5 sao vàng. Mảnh bạn nâng dùng đi em ơi, để làm cái gì, nâng lên cho xong 5 sao vàng, nâng cho xong hết hai con này lên 5 sao vàng giùm anh một cái, xong rồi nâng con đi cây hay nâng con nào trong tương lai nâng sau. Hai con này nâng không nha, nó là phải gần 2 tháng, hơn 2 tháng rưỡi mới xong nha, còn lâu lắm nha. 288 mảnh là 88 mảnh là trung bình, là bây giờ là khoảng cỡ là 40 ngày là được 80 mảnh rồi. Là con này là 1 tháng rưỡi này, gần 1 tháng rưỡi nè, con này là xương xương 1 tháng rưỡi nữa này, là cái 3 tháng nữa là nâng chết bỏ luôn đó. Cho nên là nâng cho tử tế cho nó xong hết mấy con này đi, tại vì cái ạc của em đang là cái ạc chuẩn bị lên mức lực chiến sàn nha. Khi mà em cán cái mốc, khi mà em cán cái mốc mà 50 triệu lực chiến á, là em chạy ói ỉ trong quần luôn. Thiệt. Em lên 50 triệu lực chiến rồi lúc đó em xả gần như là hết tài nguyên luôn rồi, là em không còn cái thứ gì để em chạy nữa, là em sẽ bị đuối. Lúc mà 46 triệu lực chiến nhìn nó nhàn lắm. Nhàn cực. Vàng đồ xài thoải mái, tới lúc mà lên 50 triệu lực chiến á, mấy anh em sẽ thấy nhiều cái để tiêu lắm. Tại vì mấy anh em nhìn đâu cũng tiêu, nhìn đâu cũng tiêu tiền được hết á. Đấy. Nên là làm chơi chăm, nhìn cấp là anh biết chăm rồi thì chơi cho nó tử tế. Đấy, để chơi cho nó ok, đồ đạc không biết đi không biết ông ạc mày bây giờ. Mà anh thấy anh khen em một cái nha, là đầu tiên em chăm, anh đánh giá em là một người rất là dễ thương, nhìn nhìn cái gương đồ là thấy dễ thương rồi à, nhìn cái gương đồ là thấy cute for me wear rồi. Cái này là chắc mai anh chụp hình, mai anh quay là anh quay cho kỹ cái đồ này để anh chụp hình nó lấy làm content. Ạc này nhìn rất là dễ thương nha à, nhìn mấy cái này là thấy vui rồi đấy. Rồi ok, dễ thương chơi chăm, nhưng mà đồ trang bị hơi tào lao chút xíu, nâng sai cái thứ gì sai thì mình sửa, cái thứ gì đúng thì mình có phát huy. Ví dụ như là sưu tầm mấy thứ này một 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 nè, thấy đẹp ok được. Nói chung là nhìn vô cái gương đồ có cái lạ lạ, đây là ạc đầu tiên luôn nha, ạc đầu tiên mà anh làm content về mấy cái này. Hoài mày nhìn dễ thương thế nha, mày tại sao mình ngày xưa mình không giữ được mấy cái này nha. Rồi ok rồi đấy. Ông ạc silver 03, silver này hiện giờ em khá là thọt, silver cũ mà giờ này em chưa lên được mức 50 triệu lượt chiến mà em đã lấy skin với tăng tốp rồi, khá là thọt. New Blue, Ivory. Rồi, ok ha. Rồi xong, kết thúc buổi live ngày hôm nay. Để chốt lại thì rồi, hôm nay live khá là vui. Hôm nay là mấy ạc lưu trữ gần như là ổn định và về bờ hết. Không có ạc nào, chỉ có cùng một ạc là bạn nó nhắn tin trễ quá không có like kịp nữa, bạn nói chút nữa là bạn Chu Anh thì có gì mình nhắn qua ngày mai. À, hôm nay là tới đây thôi, nghỉ rồi cũng trễ lắm rồi, em nghỉ ngơi. Dễ thương giống anh mặt cười. Ok, cảm ơn em rồi ơi, em donate nhiều thôi thôi, một ngày 10 lần thôi, một ngày 1 lần thôi, đừng donate nhiều. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Chào mọi người, chào 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 mọi người, nghỉ thôi.